Dương Trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Trong quyển Sấm Giảng 3 viết năm 1939, Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ cảnh báo nhân loại sẽ vướng đại họa bệnh trời, chết chóc vô cùng kinh hoàng. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đằng chờ vần đến mới mừng Chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dạy đầy thê thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tỉnh một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. No chiều rồi lại đổi mới, Dương Trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Khuyên Trần sớm liệu bắp khoai, chảo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bổn đạo gần xa, tu hành trì trí mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc vương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miệng tâm thành kính tòa chương cũng gần. Lão sao bề bắc non tầng, quân phiên tham bấu xa gần cũng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là ráng tới viễn thâm Dương Trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông. Hiểu chung hãy liệu cho xong, đến Trần gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Ta mang mình thịt xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương bá tánh chính chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trong lê thử xảo xào từ đây. Chinh chinh bóng xế về tay, đói nhìn trần thế xác thay ê hề. Thương Trần ta cũng ráng thề, đặm cho bá tánh liều bề tu thân. Tu hành chẳng được đất ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế liều thời tu thân. Nào là luân lý tử ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, long vân đến hội lầu son vừa kề. Lời bình câu sấm, no chiều rồi lại đói mơi, Dương Trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Thuật ngữ bệnh trời là bệnh gì mà nhân loại phải gánh chịu đau thương đến như vậy? Bệnh trời gồm hai phần. Một là bệnh thể xác như dịch Covid vừa rồi, chết nhiều, lò thiêu không kịp, xác chất chồng đóng. Ở Ấn Độ, người chết vì dịch Covid-19 tăng quá nhanh, nhà thương quá tải, lò thiêu xác cũng quá tải, thay chết chất chồng đóng ngoài đường, chờ đem đi thiêu. Và thuật ngữ bệnh trời còn ám chỉ dịch bệnh thần kinh. Dịch bệnh thần kinh này lây lan rất nhanh, khi nó dâng trào mạnh thành sóng thần tràn lan trên mạng TikTok, YouTube, Facebook. Bệnh này không khiến con người chết liền tức khắc, mà nó dây dưa làm cho tâm não con người ngây ngất, rây rứt, khó ngủ. Bệnh nhân cứ lo lắng ảo mộng, mộng mị hoang đường rồi hành động ngông cuồng, khiến rối loạn giao thông xã hội, rối loạn tôn giáo, rối loạn chính trị, rối loạn an ninh. Khi căn bệnh dịch thần kinh này lây lan tới các cấp lãnh đạo siêu cường, thì cũng là lúc đại họa xảy ra cho toàn nhân loại, bom nguyên tử nổ, ngày tận thế đến. Ngày tháng trôi qua tờ bóng câu, giờ ân trên đỉnh chẳng còn lâu. Tận đời vạn cảnh lâm tràn mộng, thế diệt thiên bang cuộc bể dâu.
chập chững nhân gian nhiều ách nước, trờn vờn thế giới lắm oan sầu. Bên kia bên nọ tranh vô địch, lưng lẫn rồi thôi chẳng đến đâu. Chích trong Tiên Tri Bồ Tát Thanh Sĩ Tình Thế và Hội Long Hoa, trang 229, Vương Kim, Biên Khảo Ấn Tống, năm 1952. Khi chúng ta lấy những chữ đầu của bài sấm trên thì ghép lại sẽ được câu sấm khoáng thủ là ngày giờ tận thế chập chờn bên lưng. Cụm từ bóng câu là bóng ngựa ám chỉ năm Bính Ngọ 2026, trận chiến Biển Đông bùng nổ khốc liệt đưa nhân loại đến đại họa tận thế. Trước ngày giờ tận thế, nhân loại phải trải qua dịch bệnh vô cùng nguy hiểm, đó là bệnh trời gồm hai loại dịch bệnh. Một là dịch bệnh Covid tàn phá thân thể con người, hai là dịch bệnh thần kinh tàn phá tâm hồn con người, làm cho con người hành động điên loạn, chân đi hối hả ngông cuồng, tay co giật bấm nút kho bom nguyên tử hủy diệt trần gian. No chiều rồi lại đói mơi, dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây. Sydney, ngày 18 tháng 6, 2024, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Vì sao Biển Đông dậy sóng? Mối lo sầu của dân tộc Hoa Kỳ có mầm mống phát khởi từ năm 1972, khi Tổng thống Mỹ Richard Nixon cùng cố vấn Henry Kissinger sang Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Tay bắt mặn mừng thân thiện hợp tác kinh tế ngoại giao chính trị. Nhờ đồng đô la và công nghệ tân tiến từ Mỹ, Trung Quốc mở cửa kinh tế thị trường lớn mạnh không ngừng. Sau 3 thập niên, Trung Quốc giàu mạnh về mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao và quân sự. Đặc biệt lĩnh vực quân sự, Trung Quốc phát triển mạnh hải quân gây bất ổn không những trong vùng Biển Đông và Hoa Đông, mà còn vươn xa tới khắp nơi trên thế giới, nhằm thay vị thế Mỹ lãnh đạo toàn cầu. Để tránh tai họa bị Trung Quốc phản bội lật đổ ngôi vị lãnh đạo thế giới, Hoa Kỳ phải mở ra sách lược chuyển trục sang Ấn Độ - Thái Bình Dương. Thế chiến ba bùng nổ, Biển Đông dậy sóng. Mỹ Châu ơi hỡi Mỹ Châu, mê chi thằng chệt để sầu cho cha. Trích trong sấm giảng Thi Văn Giáo Lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, năm 1945. Thiên cơ bất khả lộ, ý tại ngôn ngoại. Đức Thầy mượn sự tích Mỹ Châu trồng thủy ngày xưa để ám chỉ hoàn cảnh tranh chấp Mỹ Tàu ngày nay. Nếu biết nước Tàu gian dối lòng, trời ơi Mỹ quốc có buồn không? Mỹ lỡ yêu thương Tàu say đắm, Tàu nở lòng nào chiếm Biển Đông. Sydney, ngày 25 tháng 5, 2024, Kỳ Vân Cư Sĩ. Mỹ Châu trồng thủy yêu nhau, cuối cùng đều chết thật đau đớn lòng. Mỹ Tàu quấn quýt tơ hồng, cuối cùng tan vỡ chết trong cơ trời. Tuồng đời giấc mộng ai ơi, nay còn mai mất chơi vơi biển trần. Nam Kha mộng mị mê tân, văn minh vật chất hồn thần mờ lu. Phải chi nghe Phật lo tu, thì đâu chịu khổ lu bù thế gian. Phải chi trở lại Phật đàn, sớm hôm tu tịnh lạc ban vừa kề. Chúng sanh sao quả lê thê, say mê danh lợi bỏ bê đào màu. Nay mai biển thẳm hóa dâu, ruộng dâu hóa biển còn đâu lợi quyền. Sydney, ngày 25 tháng 5, 2024, Kỳ Vân. Trong quyển Khuyến Thiện, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1941 tại Chợ Quán, có dạy về luật nhân quả như sau. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Cuối nguồn này nhân quả trả vay, cơ cộng nghiệp tới hoài không dứt. Bởi loài người gieo nhân thất đức, mưu tính toan cộng lực nghiệp dày. Như siêu cường Tàu Mỹ hiện nay,
mới kết bạn rồi quay thù hận. Mỹ trao tàu đô la đô lần, lại trao thêm khoa học tân kỳ. Tàu lợi dụng tiến tới một huy, nuôi mộng lớn quyền uy bá chủ. Vẽ bản đồ lưỡi bò chưa đủ, vẽ thêm đường tơ lụa vòng cầu. Mưu kết liên hết cả năm châu, đặng thống lãnh biển dâu thế giới. Thay thế Mỹ ngôi trùm khắp khởi, đuổi Mỹ ngoài ranh giới biển Đông. Một mình tàu cai trị công đồng, mộng Hán hóa rặt rồng tàu tặc. Trong cơn biển Mỹ vì thắt ngặt, phải đánh liều một trận hơn thua. Ai thắng thì chắc sẽ làm vua, còn ai bại làm cua càng gậy. Bao nhiêu vũ khí tài độc hại, ra biển Đông đánh đại một phen. Thế chiến ba nguyên tử chui rèn, bùng nổ khắp bốn miền thế giới. Tình Mỹ tàu đắm say ôi hỡi, cuối cùng rồi trở lại hồn không. Như Mỹ châu trọng thủy đèo bồng, yêu nhau lắm cuồng ngông chết cả. Mỹ tàu nay cũng không gì lạ. Sydney ngày 25 tháng 5, 2024. Kiện Xuân. Trung Quốc mộng diễn ca. Trung Quốc mộng mơ tàu cai trị, khắp hoàn cầu gom lại một thôi. Năm châu bốn bể đến hồi, phục tùng tàu tặc đắp bồi Hán Giang. Trung Quốc mộng mơ màng thống trị, chiếm biển Đông đuổi Mỹ tùm lum. Lật nhào Mỹ khỏi ngôi trùm, thay vào Hán đế đeo đùm gian manh. Trung Quốc mộng sẽ thành hay chẳng, ổ dịch ôm Vũ Hán tràn lan. Giặc tàu gieo dịch tình tan, năm châu bốn bể lê làng một phen. Trung Quốc mộng lấn trang giành giật, mua khẩu trang giấu cất đầu cơ. Chờ cho dịch bệnh phất cờ, đem ra bản giá bất ngờ siêu cao. Trung Quốc mộng làm giàu làm giặc, lợi dụng cơ thắt ngặt dịch ôm. Hoàn cầu đại dịch bôn chôn, tàu lập hành chánh biển cồn tam xa. Trung Quốc mộng mơ làm bá chủ, chiếm biển Đông chưa đủ Nam Kha. Chiếm toàn thế giới mới là mơ màng giấc mộng Hán gia toàn cầu. Trung Quốc mộng còn lâu mới tới, mưu sự gì phải đợi thiên đình. Trời trên nổ tiếng âm thanh, thành đô hoa lệ miễu dinh lộn nhào. Trung Quốc mộng lao sao như lá, bay vì vèo lạ chả trong mưa. Không sớm thì cũng đến trưa, không chiều thì tối cũng đưa xuống mồ. Trung Quốc mộng đắp tô Hán hóa, nhưng thành không vì đã dối gian. Âm mưu chiếm đoạt ngang tàn, thành ra thất bại tới màn tiêu vong. Trung Quốc mộng hồn không như mộng, mộng Nam Kha cũng giống như mơ. Nay mai sẽ rõ thế cờ, giặc tàu trôi nổi giật giờ biển khơi. Trung Quốc mộng chờ thời chén bể, hay là chờ thời thế bể nồi, khiến cho nhân loại than ôi một phen kinh hải dập dồi tan thương. Trung Quốc mộng vẫn vương tàu tặc, mộng không thành dựng dắt âm ti. Rồi đây đôi ngã phân ly, thiện tồn ác thất huyền vi lưỡi trời.
Trung Quốc mồng thành thời quốc mì, mồng mì rồi phải lụy tiêu tàn. Lộng hoa trời Phật mở màn, giống nồi Nam Việt vinh quang tiên rồng. Sydney ngày 25 tháng 5 2024. Kỳ Vân cư sĩ. Bồ Tát Phật Di Lạc giáng thế. Để tiếp nối chánh pháp, Phật Tổ Thích Ca truyền tâm ứng cho Tổ Maha Ca Diếp làm tổ thứ nhất. Từ đó y bát tượng trưng cho chánh pháp được truyền thừa từ Tổ Maha Ca Diếp đến đời tổ thứ 33 là Tổ Huệ Năng, thì y bát không được truyền nữa. Vì sao? Vì y bát đến tay Bồ Tát Phật Di Lạc để chuẩn bị cho hội Long Hoa tuyển hiền nhân về đời Thượng Nguồn Thánh Đức. Đức Phật Di Lạc giáng trần mượn xác phụ thung cư sĩ, tức Huệ Năng, vốn xuất thân người nghèo dốt không đọc được chữ, đóng vai lục tổ ở Trung Hoa, tức là tổ thứ 33 kể từ đời tổ thứ nhất là Maha Ca Diếp bên Ấn Độ, sau khi lãnh y bát từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Đức lục tổ phải ẩn mình trong nhóm thợ săn đến hơn 10 năm mới ra Hoằng Pháp. Khi lục tổ mới xuất hiện công khai Hoằng Pháp, vì ganh đua tranh giành ngôi tổ, bọn Hung mướn người ám sát ngài, nhưng ngài không chết. Có lần bọn Hung đánh đuổi ngài ra khỏi chùa Bụ Lâm, trong khi ngài chạy trốn trong rừng, lâm nguy như ngàn cân treo sợi tóc. Ngài vào núp trong hang đá mới thoát chết. Nhờ trải qua bao cảnh gian truân ấy, ngài tuyển chọn một số đại đệ tử tiếp nối chánh pháp, truyền cho hậu thế quyển Pháp Bảo Đàn Kinh là diệu pháp chân không của Đức Di Lạc Phật Vương. Tiếp nối chánh pháp, Bồ Tát Di Lạc mượn xác Bạch Vân cư sĩ, tức Tràng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiếp theo lại mượn xác Hoàng tử Nguyễn Quang Mục, con của vua Quang Trung, người đạo tôn danh là Phật Thầy Tây An. Kế đến mượn xác người Miên được tôn danh là Phật Trùm. Sau đó lại mượn xác ông Sư Vại Bán Khoai, và đến năm Kỷ Mão 1939 mượn xác vị thanh niên Huỳnh Phú Sổ ở làng Hòa Hảo, xưng pháp danh là Vô Danh cư sĩ, mà người đời tôn là Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ. Trong quyển Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý, Đức Thầy báo cho biết ngài chính là Bồ Tát Phật Di Lạc Hà Phàm Cứu Thế, xưng pháp danh là Vô Danh cư sĩ. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vài thì xuống đây, vô thường thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tình độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc dày khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hành tu của thời Hạ Nguyên Mạt Pháp. Trong sách Thập Đại Đệ Tử có chuyện về lời Phật Tổ Thích Ca giải những giấc mộng cho ngài A Nan. Ngài A Nan một hôm thưa với Đức Phật rằng mình nằm mộng thấy bảy giấc mộng như sau. Ngài A Nan tâu về giấc mộng thứ nhất. Bạch Thế Tôn, giấc mộng thứ nhất con thấy nước sông biển đều bị lửa đốt cháy, ánh lửa bốc lên tầng trời xanh. Đức Phật nghe xong đổi sắc mặt, dường như cảm xúc và giải thích: Này A Nan, bậc thánh vốn không nói chuyện mộng mị, nhưng mộng của ông quả thật kỳ quái. Nước sông ngòi biển cả bị lửa thiêu trọn, đó là tượng trưng cho các tỳ kheo trong tăng đoàn tương lai. Ác nghịch mạnh, tâm lành ít oi, chấp giữ vào sự cúng dường rồi lại sanh ra gây gỗ. Ví như nước trong lặng mát mẻ lại biến thành biển lửa. Ngài A Nan tâu tiếp giấc mộng thứ ba. Bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo không hành y theo lời Phật dạy, mà cũng vẫn đắp áo cà sa. Những người tu xuất gia mặc cà sa ấy đi qua cầu,
và bị rớt dưới hầm sâu, trong khi người cư sĩ tại gia thì vẫn đi trên cầu cao. Phật thốt nhiên thở dài: A nan, điều ấy ám chỉ tỳ kheo đời sau mở đại hội giảng kinh, chỉ nói ngoài miệng, chẳng phụng hành, chẳng hành y, họ lại tật đố hại nhau, không sợ nhân quả, rốt cuộc bị đọa. Hàng cư sĩ thừa cơ lên tòa cao khinh chê tăng bảo, phỉ báng tỳ kheo, hủy hoại pháp miếu. Và ngài A Nan tâu về giấc mộng thứ sáu như sau: Bạch Thế Tôn, con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, sư tử là chúa loài thú chết, hoa thơm rơi trên đầu, cầm thú kinh sợ bỏ chạy. Chẳng bao lâu, trong thân sư tử sanh trùng bọ, trở lại cắn rỉa thịt sư tử. Phật chỉ còn biết lắc đầu: Voi lớn bỏ voi con, đó là điều báo hiệu các tỳ kheo trưởng lão đời sau tư lợi lo riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối. Trùng bọ từ trong bụng sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ không phải tà ma ngoại đạo phá hoại Phật pháp, mà tới đời mạt pháp sau này chính trong hàng đệ tử Phật tử phá hoại pháp của ta. Thương thay bá sĩ vậy mà, bơ vơ thương nhớ tớ xa thầy rồi. Chừng nào nhà nước phục hồi, thầy trò sum hiệp chúa tôi vui vầy. Bây giờ tớ lại xa thầy, chừng nào thọ bạc lỗ bày gặp nhau. Chư Phật biểu truyền cho mau, khuyên trong lê thử rủ nhau tu trì. Nói cho trai gái xét suy, cũng đừng thấy vậy khinh khi mà lầm. Muốn cho trung hiếu vẹn toàn, nghe lời Phật dạy rõ ràng đâu sai. Tôi nay là Phật hành hài, tôi chẳng có nài, ai muốn thì coi. Trích trong Sám Giảng Người Đời quyển số 2, Sư Vại Bán Khoai. Lụy Tam Châu. Tam Châu tức là ám chỉ Mỹ Âu chịu khổ vì thế chiến thứ ba. Tam Châu hữu ngàn lụy nhỏ xa, thập bát chư bang đồng can qua. Dương gian mạnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Tần bang hậu hận tiên diêu đồng, Nam quốc lương dân kiển linh xa. Phồn hoa đô hội lưu gian huyết, dư đạn dọc ngang cấp ma ha. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Hòa Hảo tháng 8 năm 1939. Á Mỹ Âu chịu khổ. Cao thấp sen hàng quỷ tại tâm, đại linh thầy ngự rõ cơ thâm. Ngọc lành con giữ đừng lem ổ, để đạo trẻ toan chớ nghĩ lầm. Giáo chánh cố tìm cho thấu đáo, đạo màu ráng học nghiệm suy tầm. Ngũ lôi minh thệ còn nên sợ, châu Á Mỹ Âu chịu khổ thầm. Thánh Huấn Hiệp Tuyển quyển 2 trang 169, Tòa Thánh Cao Đài Tiên Thiên Châu Minh ứng tống năm 1936. Thảm họa nước Huê Kỳ trong ngày tận thế được nhà tiên tri Nostradamus người Pháp tiên tri như sau. Đại ý Nostradamus cho biết nước Mỹ, đặc biệt là thành phố Nữu Ước, gánh chịu thảm họa lửa và khí nóng đến 45 độ và dòng nước nhiễm hóa chất độc hại. Có thể là Nostradamus ám chỉ phóng xạ nguyên tử quét vào thành phố có quang cảnh du lịch đẹp. Đấy là kết quả Thế chiến 3 bom nguyên tử nổ và gây ra dông bão động đất sóng thần kinh hoàng. Vào đầu thế kỷ 20 ở miền Tây Nam Việt, ông Đạo Ba Nguyễn Văn Thới được Phật Thầy Tây An mượn xác viết bộ sấm kinh Kim Cổ Kỳ Quang hơn 20.000 câu thơ sấm, cũng tiên tri thảm họa nước Huê Kỳ như sau. Tam niên giáo đạo phá kiều Huê rơi, Huê tàn rồi đây đó thành thơi. Những thuật ngữ như Huê rơi,
Huê Tàn ám chỉ nước Huê Kỳ sụp đổ trong ngày tận thế. Ngoài ra cụm từ phá kiều là ám chỉ phá kỳ, nghĩa là nước Huê Kỳ bị phá hủy đi đến sụp đổ. Đức Tứ Thánh viết Sấm Kinh Giảng Xưa cũng tiên tri thảm họa nước Huê Kỳ như sau: tốt chi là thứ bông hoa, đến trần nhụy rã bông hoa lỗ cùi, thảm thương hoa rã mất mùi, hết thơm rồi lại lấp vùi hổ sâu. Chết trong Sấm Giảng Xưa của Tứ Thánh. Chặng trình tiên tri nước Mỹ trong ngày tận thế như sau: ra đi thì khó nổi về, xe kia hết bánh thả rề sóng trôi, chừng nào chợ lớn hết vôi, bể đông cá đặc cuộc đời lao đao. Chết trong Sấm Tràng Trình. Cụm từ bể đông cá đặc là tàu chiến đặt cả biển Đông. Cụm từ chợ lớn hết vôi, chiếc vế giải nghĩa, chợ lớn là ám chỉ trung tâm thương mại lớn nhất thế giới, tức là ám chỉ WTC ở New York. Cụm từ hết vôi, chữ vôi ám chỉ hồ vôi xi măng xây dựng lầu đài. Vậy cụm từ hết vôi ám chỉ chất liệu hồ vôi xây tòa tháp đôi trung tâm thương mại New York bị san bằng bình địa. Phải chăng đoạn này của chàng trình tiên tri về thành phố nụ ước giống như trong Sấm của Nostradamus? Chàng trình cho biết trước những ai bỏ nước Việt Nam ra đi, sau này muốn trở về Việt Nam sẽ rất khó. Ra đi thì khó nổi về. Khi Hoa Kỳ gặp đại họa thì châu Âu cũng sụp đổ trong màn tận thế. Tiết trời đánh đổ bông huê, nhân dân phải chịu thảm thê hòa sầu. Theo Âu nên phải lo Âu, mấy ai hiểu nghĩa bá di thúc tề. Chết trong Sấm Tràng Trình, cư sĩ Minh Điền tái bản năm 1948. Theo ấn bản Quốc học Tùng Sang năm 1930, bốn câu trên ám chỉ khi Hoa Kỳ gặp đại họa, những ai theo định cư ở châu Âu sẽ phải gánh chịu chung thảm họa của châu Âu trong màn tận thế vì châu Âu cũng tan nát. Chàng trình có ý tiếc cho những ai không giữ lòng chung với tổ quốc. Tương lai nước Tàu. Tới hồi này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bồ. Kiện Long Châu sâu cỏ hai hồ, trời xanh giúp vận cơ đồ hỡn ban. Chốn màn loan giấc điệp chẳng an, tưởng thôi áo não chung can tâm tình. Việc trước lo, lo trước một mình, nhìn sâu ít kẻ nhất tình lo âu. Giếng bồi càng trí dốc đào sâu, thả trà nhự cá để sâu đồ ngày. Chích trong Kim Cổ Kỳ Quan 17/33. Ông ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Vì thiên cơ bất khả lộ nên ông ba Thới không nói thẳng, phải Dương Đông tích tay nói cái này để ám chỉ cái kia, phải dùng phương tiện nói mèo quanh co bóng gió bằng thuật ngữ thiên cơ là bể ghe. Câu Sấm tới hồi này thấy việc bể ghe, cụm từ bể ghe ám chỉ là bể cái gì? Phải chăng là ám chỉ lãnh tụ giặc Tàu sẽ mất khi trận chiến Biển Đông bùng nổ? Đồng thời cụm từ bể ghe cũng ám chỉ bể Tàu, ám chỉ nước Tàu tiêu vong khi Mỹ và đồng minh đánh bằng vũ khí nguyên tử trong trận Á Đông. Câu Sấm khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bồ, cụm từ trồng tre đương bồ nghĩa là người nông dân ngày xưa lo xa. Trước khi gieo mạ cấy lúa thì phải sớm lo trồng tre đương bồ để vừa lúa. Cũng như người đạo phải lo xa, phải khắp tu hành ăn chay niệm Phật làm lành, phải lo xa tích trữ phước đức mới kịp bộ máy thiên cơ tận thế hội Long Hoa. Vậy khi nào thấy sắp xảy ra sự cố bể ghe thì bá tánh hãy mau gấp rút tu hành trượng phước đức mới mong sống sót qua màn sàng lọc kỳ này. Tới hồi này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bồ. Sydney ngày 25 tháng 5 năm 2024. Kỳ Vân cư sĩ biên khảo.